Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách I Learn Smart Word trên trang web olm.vn. Unit 7: Inventions. Trong bài 7, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu những đơn vị kiến thức và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ có liên quan đến chủ đề những phát minh. Đây là một chủ đề quen thuộc bởi chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ được tiếp xúc với những trang thiết bị hiện đại, những phát minh tuyệt vời của loài người. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học với phần 1, vocabulary, phần từ vựng. Trên màn hình cô có, có hình ảnh của 6 phát minh quan trọng. Em hãy đọc các định nghĩa ở bên tay trái để tìm ra tên của những phát minh này nhé. Chúc mừng game đã có câu trả lời đúng. Số 1, telescope. Chúng ta sử dụng thiết bị này để nhìn các vật ở rất xa. Thiết bị được sử dụng để ngắm nhìn những vật thể ở xa chính là chiếc kính viễn vọng. Số 2, chúng ta có ballpoint pen. Là một cây bút có một viên bi rất nhỏ ở cuối để lăn mực ra trên giấy. Loại bút mà chúng ta đang nói đến chính là chiếc bút bi. Câu số 3, microscope. Là loại thiết bị được sử dụng để khiến những vật rất nhỏ trở nên lớn hơn. Loại thiết bị mà chúng ta đang nói đến chính là chiếc kính hiển vi. Số 4, chúng ta sử dụng band-aid khi mà chúng ta có vết cắt nhỏ. À đây là vật dụng rất quen thuộc với chúng ta hàng ngày đúng không nào? Số 5, rocket là loại thiết bị di chuyển rất nhanh và được sử dụng để du hành vũ trụ. Đây chính là tên lửa. Và cuối cùng, thermometer, chính là thiết bị chúng ta sử dụng để đo nhiệt độ. Chúng ta có số 6, chiếc nhiệt kế. Kim cùng đọc lại tên của các phát minh này một lần nữa. Telescope Microscope Thermometer Ballpoint pen Band-aid Rocket Khi nhà vật lý Fahrenheit phát minh ra chiếc nhiệt kế, ông đã sử dụng thủy ngân trong chiếc nhiệt kế của mình. Mercury Ngày nay, chiếc nhiệt kế thủy ngân vẫn còn được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia bên cạnh nhiệt kế điện tử. Nhắc đến những nhà phát minh, chúng ta không thể không nhắc đến Thomas Edison, nhà bác học vĩ đại với nhiều phát minh hữu ích cho cuộc sống, đặc biệt là các phát minh liên quan đến điện. Electric để có thể vận hành nhiều loại máy móc phương tiện cần có nhiên liệu như xăng, dầu khí ga. Fuel. Để chỉ hành động đo lường, chúng ta có động từ measure. Khi đo lường, chúng ta cần có hệ thống đo lường. Scale. Ví dụ như độ F, độ C để đo nhiệt độ, mét để đo chiều dài, vân vân. Cuối cùng chúng mình có động từ mark. Chúng ta đã quen sử dụng động từ này với ý nghĩa đánh dấu hay chấm điểm. Ý nghĩa đánh dấu ở đây còn có thể hiểu theo nghĩa bóng, đánh dấu một sự kiện, sự bắt đầu của một thời kỳ. Thì em cùng nhắc lại các từ vựng. Mercury. Electric. Fuel. Measure. Scale. Mark. Để nắm được cách sử dụng của các từ vựng vừa rồi trong ngữ cảnh, em hãy hoàn thành bài tập sau đây. Rất tốt! Câu số 1, chúng ta có mệnh đề quan hệ, bắt đầu với đại từ quan hệ which. Đại từ quan hệ which đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Vậy thì ở vị trí này chúng ta cần có một động từ. Câu đang sử dụng thì quá khứ đơn, vậy chúng mình cần động từ chỉ ở quá khứ đơn, trong số các từ đã cho, chúng ta có marked là động từ duy nhất đang ở dạng quá khứ đơn với đuôi ed. Hơn nữa, dựa vào ý nghĩa của câu, chúng ta biết được marked chính là đáp án đúng. Goddard đã thành công phóng tên lửa của mình vào ngày 16 tháng 3 năm 1926. Điều đó đã đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên không gian. Câu số 2, chúng ta có cụm từ temperature scale, thang đo nhiệt độ Daniel Fahrenheit đã phát triển thang đo nhiệt độ sử dụng độ F làm đơn vị. Câu số 3, phía sau for chúng ta sử dụng danh từ hoặc động từ ở dạng ing. Đáp án của chúng mình là measuring. Met là đơn vị tiêu chuẩn để đo độ dài trong hệ đo lường quốc tế. Câu số 4, phía sau of chúng ta cần sử dụng một danh từ. Đáp án của chúng mình là mercury. Lượng nhỏ thủy ngân có trong thực phẩm hàng ngày có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Trong câu số 5, chúng ta có các ví dụ của nhiên liệu fuel, bao gồm gỗ, than, dầu, xăng và khí đốt. Kết thúc phần từ vựng, chúng ta cùng chuyển sang phần 2, pronunciation, phần ngữ âm. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại trọng âm trong các danh từ ghép compound nouns. Trước tiên em hãy cho cô biết trong các danh từ sau đây đâu là danh từ ghép. Ballpoint Space Age Scientist Engineer Dishwasher Son-in-law Rất chính xác, chúng ta có bốn danh từ ghép. Các danh từ ghép có thể được viết liền viết tách thành hai chữ hay là viết với dấu gạch nối ở giữa. Bây giờ em hãy lắng nghe lại các danh từ này một lần nữa và cho cô biết trọng âm của chúng rơi vào âm nào. Ballpoint Space Age Dishwasher Son-in-law Rất chính xác, các danh từ ghép này đều có trọng âm chính rơi vào âm thứ nhất từ đây em ghi nhớ quy tắc trọng âm. Các danh từ ghép thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được các từ và cụm từ liên quan tới các phát minh, ôn tập lại trọng âm trong các danh từ ghép. Các em hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo